Tại trụ sở Bộ Công an, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định thành lập Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Việc thành lập Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân đã đánh dấu sự phát triển hiện đại của lực lượng cảnh sát cơ động, có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý điều hành hoạt động bay theo quy định, phục vụ công tác huấn luyện và đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống khắc phục thảm họa thiên tai và thực hiện các hoạt động khác của trung đoàn theo kế hoạch. Đồng chí Tô Lâm yêu cầu lực lượng công an nhân dân khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, doanh trại và đội ngũ cán bộ, sớm ổn định tổ chức. Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, phải ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, phát huy những kinh nghiệm về công tác quản lý, điều hành trong hoạt động bay, công tác khai thác và sử dụng các phương tiện bay và phương tiện kỹ thuật hàng không đã được tích lũy để nhanh chóng tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, khẩn trương xây dựng trung đoàn đi vào hoạt động ổn định. Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.